Còn ngày 24 tháng 6 tới mà bọn chúng đi biểu tình ấy, thì chắc chắn rằng hệ thống chính trị của chúng ta đã làm việc rất tốt từ địa phương lên tận trung ương, các phường, các xóm đều có sự tuyên truyền vận động nhân dân. Cũng chắc chắn là cũng chỉ lẻ tẻ vài người thôi, nếu đông thì nó cũng chả có. Đa số là cái thành phần theo đạo Tin Lành và Đạo Công giáo Việt Nam. Chúng đang kêu gọi những cái lứa tuổi thanh thiếu niên tất cả thứ hãy còn say mê với cái cuộc sống này. Chúng kêu gọi để biểu tình thôi. Nhưng nghĩ rằng là chắc là chỉ Sài Gòn và một chỗ khác đông, chứ Hà Nội thì cũng là cũng không 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 có bao nhiêu đâu. Mà hiện nay là chúng ta nắm rất chắc từ chính quyền địa phương lên đến tận trung ương rồi. Giờ các bản làng, các xóm ấp, chúng ta đều có tuyên truyền và vận động nhân dân để cho nhân dân hiểu thế nào là luật đặc khu, thế nào là luật an ninh mạng. An ninh mạng là để nó bảo vệ cái chúng ta thôi. Chỉ có những cái kẻ mà chuyên thổi phồng bóng méo và chuyên nhưng nói xấu mà không có sự thực đấy, thì mới sợ an ninh mạng thôi. Đấy, còn chúng ta ấy, thì không lý gì mà để sợ cái luật an ninh mạng cả. Và chúng ta lên mạng nói đến cái sự thật của xã hội chúng ta hiện nay đang sống, và cái sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước chúng ta hiện nay đang lãnh đạo rất tốt về cái phong trào chống tham nhũng, thì chắc chắn rằng là những cái đối tượng đó nó không dám đâu. Mà cái thứ hai đấy mà chúng kêu gọi biểu tình và khỏa thân đấy, thì nói thực ra mà nó chả có gì mà phải sợ bọn chúng cả. Anh nói thực với cả Hiếu Ngọc và anh em ấy, không có gì phải sợ cả. Chúng đó là học cái quân Trung Quốc ngày xưa, cái Trung Quốc ngày xưa, cái thời Hai Bà Trưng. Hai Bà Trưng thì khi chúng thua đau rồi chúng mới nghĩ bài cách là chúng cởi chuồng chúng nó đánh, thì quân Bà Trưng thì toàn là con gái thì xấu hổ thì mới thua trận thôi. Nhưng mà người Việt Nam, đàn ông Việt Nam bây giờ cũng cứng cỏi lắm, chứ làm gì đến nỗi mà nhìn những cái loại như thế đấy, thì thực sự chả có hơi sức đâu mà lên được. Chắc là giỏi lắm cũng lên đến 9 giờ này cũng, chứ không để lên 12 giờ được đấy. Nhìn cái cảnh nó như thế, như cái con Lisa Phạm mà thằng nửa, nửa đực nửa cái đấy, và mấy cái con ở Đồng Tháp có gì mà trông cái da như thế, nó không khác gì cái da cái con trâu già đấy. Nó nhăn nheo như thế rồi còn có cái gì nữa đâu mà để thanh niên người ta đâu phải phải thế này thế khác. Chúng ta cứ xông lên đi xem nó dám làm gì. Nó chỉ sợ cho anh em chúng ta xấu hổ không dám làm gì, chứ bây giờ thanh niên Việt Nam làm gì mà xấu hổ cái chuyện đó. Mà cái loại đấy á, có khi chúng ta thả chó ra cho nó dễ. Tốt nhất là chúng ta đi chống biểu tình là mang mỗi anh em một cái con chó đực dắt đi theo. Kiểu gì mà khi chó đực nó cũng cũng nó thấy thì nó cũng có hứng một tí, chứ người thanh niên đàn ông Việt Nam thì cũng chả có cảm hứng gì đâu. Thôi chúng ta mỗi người dắt đi theo một con chó đực vậy, để cho nó muốn làm gì cho nó làm, cho thỏa mãn cái trí tang bổng của nó thôi. Còn làm gì được cái xã hội như thế này. Bây giờ chúng ta thể đến chúng ta 9 triệu dân, giỏi lắm nó có 1 triệu người hay 1.000 người đứng lên biểu tình đi. Cái lực lượng an ninh chúng ta làm tốt đấy, cái chuyện đó thì dần dần rồi cũng ăn cơm cân mặc áo số cả thôi, chứ không có làm được cái gì cho đất nước cả. Mặc dù cái bọn Tân Thái, Benny Trương và Rosin Đào và một số những thành phần ở California chúng ta kêu gào thảm thiết như mà con chó bị bắt bị thương, bị bắn bị thương. Chúng kêu gào thế thôi, trước khi dẫy chết thì chúng cũng kêu gào, bởi vì tất cả tiền bạc chúng đầu tư cho cái cuộc 11 tháng 6 vừa rồi rồi. Thế còn đến 24 tháng 6 là chức năng này ngày kia, đúng không? Ngày kia thì anh nghĩ rằng chúng nó cũng không còn đủ sức, không còn đủ sức. Mà bằng chứng là chúng ta đã dẹp được rất là nhiều cái đối tượng cộm cán. Chúng ta đã đều, bởi vì cái mạng lưới chính trị chúng ta từ địa phương đến trung ương chúng ta đều nắm được đối tượng nào, chúng ta nắm được hết. Chỉ cần chúng ta tuyên truyền được cho nhân dân và những chính người dân ở cái địa phương đó, đấy, người ta sẽ đứng lên người ta chống. Chứ không phải là công an hay là nhà nước chính quyền phải ra tay nhiều. Nhất là chúng ta sợ lợi dụng, chúng lợi dụng những cái lúc chúng ta tan tầm và những giờ mà cao điểm chúng ta đi làm. Chúng gây ra kẹt xe nó một vài đối tượng thôi, chứ không nhiều, chỉ gần là chục đối tượng thôi. Để chúng gây rối loạn ở một chỗ vị trí nào đó thì tất cả những người đi đường chúng ta bị kẹt xe đứng lại thì nó sẽ trở thành đông. Dân mình có cái tính chất là hiếu kỳ, cái hiệu ứng đám đông. Chúng lợi dụng vào cái đấy thôi. Tốt nhất là chúng ta cũng nên tuyên truyền cho những bà con ở gần gần chúng ta, những lúc bây giờ chúng ta lên tránh đường khác để chúng ta đi.
còn bọn chúng thì cũng chả cứ ẵng mãi rồi nó cũng cũng hết thôi, chúng chả còn cái thời gian đâu mà làm đâu. Cái thứ hai đấy thì chúng ta tin gì, chúng ta tin gì những cái bọn dân chủ cuội ở trong nước và tin gì những cái thành phần chống cộng ở hải ngoại. Đấy, bọn chúng cứ kêu gào khóc lóc thảm thiết, nào là chúng ta chết thì cho được tự do, chúng ta tự do quá thì sao mà phải chết đi. Nếu như bị bắt vào tù thì chỉ những người ở trong nước bị bắt, chứ thực ra ở bên Mỹ bọn nó còn ngồi, vẫn ngồi phòng máy lạnh, vẫn ăn bơ sữa, bơ thừa sữa cặn của đế quốc Mỹ mà thôi, chứ chúng nó có động cái lông nào đâu mà nghe chúng nó. Tiền chúng nó chỉ quyên các bà con được một thời gian sau được một tí tiền, chúng nó giữ lại đến 2/3, còn 1/3 nó gửi về trong nước để quấy phá. Thực tế số tiền chúng nó có bao nhiêu mà chúng nó nào này lật đổ cái chế độ này. Chúng nó chỉ là cái tiếng khóc, tiếng kêu dãy chết của một con thú bị chúng ta bắn 43 năm rồi, nó kéo lê què lê kéo dẹt rồi. Bây giờ toàn những cái thằng ngụy già để chống gậy còn chả xong, chống thì chống cổng. Vấn đề thứ hai là cái lớp thanh niên trẻ bên Mỹ bây giờ đấy, chúng ta phải biết rằng những cái đối tượng mà theo voi ăn bã mía, mà theo đó man tàn của lớp trẻ bên Mỹ bây giờ, những thành phần đó là những thành phần không có công ăn việc làm và những thành phần hầu như là thất nghiệp. Đấy. Với cái nghề trong cộng là cái nghề của cha ông chúng nó chuyển lại để kiếm tiền lừa gạt bà con ở bên Mỹ mà thôi, chứ không có cái mục đích gì khác. Chúng nó không thương gì cái dân tộc Việt Nam mà không thương gì đất nước Việt Nam đâu. Chúng nó mà nói như thế, chúng nó ở bên Mỹ chúng nó sướng, nó có ở bên đấy nó hưởng những cái sướng của bên Mỹ đi, dại gì mà nó phải phải chó mõm về đất nước để mà can thiệp vào nội bộ của đất nước chúng ta. Đấy, mà chúng ta phải biết rằng đấy là cái nghề của bọn chúng. Cái thứ hai nữa là anh em công cộng đồng mạng, những người yêu nước như chúng ta, thì chúng ta nên đừng nên vì một cái việc nhỏ nhặt mà chúng ta có thể là mất đi sự đoàn kết. Mất đi sự đoàn kết là mất đi sức mạnh. Thì trong cái hội nhóm của chúng ta hiện nay đấy, một số nhóm là chúng ta đang có để chia rẽ, với chia rẽ đấu đá lẫn nhau đấy, để tạo cho cái thế lực thù địch chúng dựa vào cơ thể cái như thế này để chúng nó đánh phá chúng ta mạnh hơn thôi. Nhưng tôi tin chắc rằng đối với tinh thần yêu nước nồng nàn và cái lòng căm thù sâu sắc của chúng ta đối với chế độ ở Việt Nam Cộng Hòa khi xưa và những thế lực thù địch ngày nay, thì chúng ta sẽ đoàn kết một lòng để phá tan cái luận điệu xuyên tạc của bọn chúng và phá tan cái âm mưu mà chia rẽ các đồng bào trong nước và những người yêu nước chúng ta. Đấy, còn thành phần chủ yếu ở đây đấy, chúng ta phải nói đến 90 đến 99% những thành phần mà chống đối ở trong nước là thành phần của Đạo Tin Lành và Đạo Công Giáo. Đấy. Điểm mặt mà xem tôi nói như ở ngoài Bắc này hiện nay như Phan Văn Bách là Trần Thị Yến gì đấy, Trần Hải Yến là cũng toàn dân Công Giáo cả. Đấy, ngay như quê hương Hoàng Xá, cái giáo xứ Hoàng Xá của Trần Hải Yến ấy, đấy, thì cũng là Công Giáo toàn tòng. Đấy, đến đấy thì nhiều bà con nói là con này nó thế nọ thế kia, nó chửi cha chửi mẹ, rồi cuộc sống nó cũng không được hạnh phúc mà nó đi theo những cái bọn mà lằng nhằng ra để kiếm sống thôi, chứ chứ không làm được cái gì đâu. Để chúng ta nơi là nên nên đoàn kết, chứ đừng có nghĩ rằng là đối tượng nọ đối tượng kia. Ví dụ như hôm anh xem Ngọc Hiếu có một cái tút là Việt Vision giải thích về cái vấn đề gì đó, anh nghĩ cái đấy vấn đề cũng không nên, không nên, bởi vì trong những cái bạn bè như có Lisa à, cái gì nhỉ, cái Lê gì đấy, Lê gì đấy, trong đó có cả Nguyễn Ngọc Bảo Trâm, có là cả Phùng Mạnh Dũng, là bạn bè, bởi vì trong cái trang Việt Vision, thành viên Việt Vision ngày xưa và bây giờ thế thôi. Đôi khi chúng ta cũng phải kết bạn với một số những cái thành phần ba que đấy, để có thể lên chúng ta phản bác lại những cái luận điệu của chúng, chứ không có mục đích thì để mà làm đi yếu đi sức mạnh đoàn kết của toàn dân, của toàn những người yêu nước chúng ta. Còn nếu như mà bọn chúng mà có cởi chuồng, chắc chắn là cũng chỉ có mấy cái con vớ vẩn ấy thôi, chứ còn những cô mà xinh xinh đẹp đẹp tí như là cả ví dụ như ơi gì nhỉ, con Lisa Phạm ở bên Mỹ mà có về thì cái loại đấy nửa đực nửa cái thì về để làm cái gì.
Còn thành phần ở đây chống đối thì toàn hầu như là Đảng Công giáo thôi, Đảng Công giáo số rất ít, mà chúng muốn tạo nên những cuộc bạo động để cho chúng ta đàn áp nếu chúng ta không kiên nhẫn các cháu cảnh sát cơ động và an ninh quân đội và không bình tĩnh, mà ta nóng nảy lên một chút thì là chúng dựa vào cái cơ sở đó để chúng tuyên truyền là đàn áp, để kêu gọi nước ngoài vào phá vỡ cái sự bình yên của đất nước chúng ta ngày hôm nay mà thôi. Cho nên bà con hết sức cảnh giác trước những âm mưu của bọn chúng. Biết rằng là bọn chúng đã thua cái trận mùng 10 và 11 tháng 6 là rất là đau. Đấy. Cho nên là chúng cố tình chúng muốn gây ra nhiều cái tiếng vang hơn nữa. Và bằng chứng là cái công an quận Tân Bình vừa rồi đấy, nó đi nó ném cái thuốc nổ vào mấy cái xe máy ở trụ sở công an. Nhưng làm sao thoát được? Đấy. Chứ không thể là thoát được, chúng ta dần dần sẽ bắt hết cái bọn chúng mà thôi. Chẳng qua là những giam cầm chúng nó rồi là ngay như luật sư gốc Việt ở bên Mỹ đã nói rồi, luật Việt Nam còn quá nhẹ, xử lý những cái vụ vi phạm mà về chống đối với nhiều Nguyên Nguyễn, nếu như ở Mỹ nó phải đưa ra thành là hai cái tòa án là tòa dân sự và tòa hình sự. Trước hết là cái tòa dân sự là xử xem là với được cái một cái cuộc biểu tình đấy làm thiệt hại bao nhiêu tiền. Những chuyến bay của Vietnam Airlines và những chuyến bay khác ở sân bay Tân Sơn Nhất mà cất cánh rồi, những hành khách người ta đi ra giường sân bay, người ta phải bỏ lỡ công việc, người ta thiệt hại bao nhiêu tiền đấy. Ở cái tòa dân sự sau đó mới đến tòa hình sự mới xử về cái tội của anh. Cho nên luật Việt Nam chúng ta vẫn còn nhẹ nhàng lương tay với cái tình đồng đồ ở đồng bào, chúng ta vẫn còn nương tay với những cái bọn thành phần chống đối này, sự yên bình của đất nước của người chúng ta hôm nay đấy. Chứ nếu như luật ở bên Mỹ thì không phải như thế, mà cũng nhiều người đã có khi bị còng tay và bị nó bắn rồi, chứ không còn phải là chúng ta lùa chúng về để chúng ta chịu nhẫn nhịn, và sau cảnh sát cơ động nhẫn nhịn để sau khi cuộc biểu tình nó ổn thỏa rồi chúng ta bắt đầu ta đi bắt từng thằng một. Đấy. Ở bên Mỹ nó không không có thế, nó sẽ xử ra ví dụ như cái vụ ở Bình Thuận vừa rồi là đốt mất bao nhiêu cái xe, phá cái trụ sở như thế. Thì bắt được cái đối tượng đó thì hoàn toàn mới đưa ra một cái vụ mà xử án về hình ở về về dân sự về thiệt hại bao nhiêu đấy, để chúng phải phải đền cái đó, sau đó mới đến hình sự được. Cái luật Việt Nam chúng ta hãy còn nhẹ quá mà hãy còn để cho chúng có thể lách luật được đấy. Chúng ta nó kêu chúng ta không có tự do dân chủ, không có nhân quyền, mà chúng ta hiện nay đảng nhà nước nó quá nhân quyền đấy. Quá nhân quyền với bọn chúng gì ạ? Chứ còn chúng ta dù sao chăng nữa ấy, lúc nào phải đề cao cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc của chúng thôi. Thảo tên là Sa Cấn thì theo Trình Ba Phương, Trình Ba Tư, Lê Thế Hoạch. À không, thực ra nếu như nói mấy thằng đấy ấy, thì nó cũng chả là cái tuổi gì đâu. Toàn đi cắn trộm xong là chạy thôi, chứ cũng dám ở một chỗ nào lâu đâu. Anh em Hà Nội thì cũng là rất là đoàn kết, cũng có thể đập tan bọn chúng bất cứ cứ lúc nào. Nhưng nếu như mà chúng cái tổ chức ấy, những cuộc biểu tình bạo loạn ở Hà Nội thì chắc là cũng khó, nó cũng khó, bởi vì lực lượng Hà Nội xuống đường cũng không phải là ít. Còn nếu mà chúng nói có đòi luật Mỹ mới vá vào luật Việt Nam thì ở Mỹ làm gì chúng nó được phép làm như thế? Chúng ta quá nhân quyền, quá nhân đạo với bọn chúng rồi. Thì, chứ nếu như mà chỉ cần Đảng, Nhà nước chỉ có một cái sắc lệnh hoặc mà mở cửa cho những người dân dùng dân để chấn áp, đàn áp cái bọn biểu tình đó thì chắc chắc bọn nó không có cửa, không cửa. Nếu như dân mình mà nói là nếu như bảo là đấy đúng rồi, đất tổ nó dân mình đánh nó này, vu là công an hóa trang đàn áp, đấy là cái luận điệu xuyên tạc của nó đấy. Như anh em mình đây Không, toàn nhưng là mà những người dân. này em nói cái thời gian vừa qua ấy, là bọn chúng coi như là đóng giả công an xong chúng quay quay hiện trường giả. Bây giờ Thì là cái đấy mình tôi bắt biết được công rồi. an như vậy, mình bắt được những cái thằng công an giả như vậy đấy, nó mới lò mặt ra đấy. Thực ra nói với bà Phạm Văn Đồng là thằng Dũng vô vai ấy, thằng này nó khôn lắm, nó chỉ nói như thế thôi chứ nó lại không kích động được được mấy, và nó chỉ ngồi nhà nó livestream thôi chứ thằng này lại không ra hiện trường mấy.
Thằng đấy nó rất sợ là ra hiện trường. Nếu gặp như bọn anh ở ngoài đấy ra hiện trường vớ vẩn thì nó cũng không thoát khỏi được cái cú đấm đâu. Nó không dám đâu. Chỉ có mấy thằng mà chuyên môn đi ăn tiền của bọn hải ngoại đi ra, với thằng Dũng xe ôm này, với thằng Trương Văn Dũng này, thằng Nãi về Dũng này. Đấy, cứ còn Trịnh Bá Phương với Trịnh Bá Tư nó em bán mất rồi. chỉ ne ve thôi. Đấy, chứ không chào À thế Lông Xuân Tiến nhé. đi, bữa giờ là không thấy biển Mặn với lại Uyên Thủy nữa anh nhỉ? Thực ra bọn nó cũng âm thầm tổ chức như con Uyên Thủy đấy, là nó âm thầm nó tổ chức nó đi tuyên truyền để cho những đồng bào vùng thiểu số, đồng thiểu số những cái vùng sâu vùng xa, bởi vì chúng nó rất là thâm độc, chúng lợi dụng vào những cái cuộc sống ở bên những vùng sâu vùng xa. Một là người dân kém hiểu biết, cái thứ hai đấy là cái điều kiện kinh tế nó còn khó khăn một chút, chúng chỉ hô hào vào cái cuộc nói chuyện nó kích động nó cho một vài trăm nghìn là đồng bào ta cũng thích rồi, nó hoàn toàn nó dựa vào cái đó. Ngay như kể cả đạo Công giáo ngày xưa cũng thế thôi. Và tại sao cái vùng Nghệ An Hà Tĩnh mà lại nhiều cái đạo cực nhiều người theo đạo Công giáo như thế? Bởi chúng ta đã biết được giải đất miền Trung mà lắng gió thì nhiều, sỏi đá khô cằn, cuộc sống nhân dân ngày xưa thì rất là nghèo túng khổ sở. Chính họ đi truyền đạo ở những cái vùng đó, họ đưa những cái kinh thánh của Chúa vào các thứ, họ để lừa phỉnh nhân dân ở khu vực đó. Như chính nhân dân ở Hà Tĩnh, Nghệ An đấy bây giờ phát triển nhiều ở đây là vấn đề như thế, là bây giờ chúng đang đi vào cái vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số để chúng tuyên truyền, chúng giảng đạo để những người dân mà cái trình độ nhận thức nó còn kém, nó còn là hạn chế thì rất là dễ nghe lời chúng, rất nghe lời chúng. Thế như ở cái vùng đồng bằng và cái vùng mà dân trí nó cao ấy thì hầu như là những nơi nào phát triển Công giáo thì nó chỉ trong cái vùng ấy thôi, cho nó không thể phát thêm ở ngoài ở chỗ nào khác được. Thế nó lên cái đồng bào vùng thiểu số, dân tộc Mán, dân tộc Mèo, nó làm cho một cái nhà thờ rồi nó tuyên truyền vận động thì chắc là cũng có được. Cụ Tăng xin chào Lông Lông Xuân Tiến nhé, chứ không phải là Nông Xuân Tiến đâu. Lắm nick quá đấy ông Hùng Vương ạ. Cái nick kia trắng mất rồi. Bằng chứng Chắc ở là quê lại tôi bị đây. chó nó. Ở quê tôi đây đây có một cái xóm đạo, nhưng mà giữa đạo Công giáo và bên nương ấy sống rất hòa thuận, chứ nó không có gì gọi là gây chia rẽ mối đoàn kết nương và giáo, và nó không có những cái trò gọi là chống cộng hoặc là nghe theo lời lừa phỉnh. Thằng Dũng vu ve nó bảo nó là võ sư ấy. Không, võ sư gì, tất nhiên là võ gì thì võ thôi, chứ nó rất sợ, thằng Dũng vu ve nó rất sợ là ra đường mà dù võ gì thì võ, nếu như nó bây giờ ra đường mà gây gổ ấy mấy anh em chúng tôi thì kiểu gì là bị bắt vào đồn thì nó cũng còn thêm nhiều tội nữa. Đấy là cái cớ để người ta bắt nó vào đồn cho nó rất sợ. Chỉ có cái thằng Dũng xe ôm với một số những cái thằng khác thì nó chỉ ra đường để cho người ta đấm với cho nó để mà gãy mấy cái răng, nó kiếm tiền của hải ngoại. Tới rằng Dũng vua ve ấy, thì thực ra là thằng Dũng vua ve nó cũng không phải là thiếu về kinh tế, nó cũng có một cái công ty để cho em nó điều hành, nó không thiếu về kinh tế, do vậy nó chỉ là hơi chơi ngông một chút thôi, chơi ngông một tí thôi, cho nên không nó không dám ra hiện trường để nó hô hào biểu tình hay nó hô nào đánh đấm là các võ gì thì võ, chứ còn nếu mà nếu ra đường đấy mà kể cả là Trịnh Bá Phương đấy, nó chỉ ra đường nó gây gổ một chút với một vài người dân thôi, thực ra là nó cái cớ cho công an, cho bọn nó rất hiểu điều đó, cho chúng nó rất là sợ những cái thành phần như thế, rất là sợ va chạm với anh em Cờ Đỏ Hà Nội, với một số những bà con ở ngoài Hà Nội này. Ngán gì thì ngán, nhưng mà nó ngán đấy, nó ngán đấy, nó không dám bước chân ra ngoài đâu. Cho nên là hôm nay bây giờ cũng là đến hơn 11 giờ rồi, đúng không? Hơn 11 giờ rồi. Thế anh thấy là Ngọc Hiếu livestream cũng đã lâu. Thế có lẽ là cũng hôm nay cũng nên chia sẻ với em Ngọc Hiếu với cả các anh em như thế một chút như thế thôi. Thế, chúc anh em một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Thế chúng ta lên cười lên, vui lên, cuộc sống vẫn yên bình như thế này. Dân chúng ta nhất là chúng ta phải cảnh giác một chút thôi. Nói xin chào Ngọc Hiếu và chào anh chị em.
Chào anh ạ. Chúc anh ngủ ngon nhé. Rồi, bây giờ khuya rồi, Nhung Ngọc xin chúc quý cô bác anh chị em một đêm ngon giấc. Chúng ta ngủ ngon và mơ đẹp. Nhung Ngọc xin phép dừng live stream ở đây. Ngày mai hoặc ngày mốt lúc nào rảnh Nhung Ngọc lại tiếp tục lên nói chuyện với bà con. Trong chương các anh chị em thì bỏ qua nha. Rồi. Rồi chào anh Long Thủy nhé. Vâng, chào tất cả mọi người nhé. Chúc mọi người ngủ ngon nhé. Dạ vâng, chào, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon, mơ những giấc mơ đẹp. Ai có chồng thì ôm chồng, ai có vợ thì ôm vợ nhé. Dạ vâng, em xin chào. Rồi, tổng chào. Dạ vâng, cảm ơn đất tổ nhé. Dạ con cảm ơn bác Phan Kỳ Nhông ạ. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người luôn khỏe ạ.